Mọi người vào lại giúp em nha. Mọi người vào lại giúp em nhé chị nhá. Chào chị Quỳnh Ori, chào chị Hảo Hồng nha. Mọi người vào lại giúp em đi nào. Vào lại chia sẻ lại giúp em nhé chị nhá. Mọi người vào chia sẻ giúp em nào. Mọi người chia sẻ lên 50 người xem đi nào, em sẽ tặng quà cho các chị nha. Chào chị Hiền Long ạ. Mọi người chia sẻ đi nào, chào chị Trang Bùi nha. Chào chị Nguyễn Thu Trang ạ. Ôi giờ mạng kém thế nhỉ. Mọi người vào lại chia sẻ lại giúp em đi ạ. Mạng kém sao cứ đứng im một chỗ này. Mọi người vào lại chia sẻ lại giúp em nhá. Mạng hôm nay mưa có vẻ là hơi kém ý. Mọi người xem rõ chưa nào? Mọi người xem rõ thì comment là xem rõ rồi để em biết nhá. Hoặc là chấm cho em biết. Rồi ok, cảm ơn chị Dung Kim đã chia sẻ ạ. Mọi người xem đã rõ chưa nào? Mọi người xem rõ comment cho em biết. Rồi ok, chị Thuy Vân đã chia sẻ này. Cảm ơn các chị rất là nhiều nhá. Không hiện comment luôn. Mạng hôm nay hơi kém các chị ạ. Mạng hôm nay hơi kém nhá. Chào chị Liên Tạ nha. Mọi người vào lại giúp em đi ạ. Các chị vào lại giúp em nhá. Nào mọi người ơi, mọi người xem rõ thì là chấm cho em biết nào. Các chị xem đã rõ chấm cho em biết nha. Chấm cho em biết là mọi người đang xem livestream của em nào. Mọi người vào lại chia sẻ lại giúp em với ạ. Các chị vào lại chia sẻ lại giúp em nhé mọi người nhá. Rồi ok, chị Hảo Hồng xem đã rõ này, chị Việt Tình xem đã rõ, chị Thuy Vân xem đã rõ. Nào mọi người comment nhiệt tình để em biết là mọi người đang xem livestream của em nào. Mọi người comment để em biết nào, sale hàng đẹp giá rẻ nữa chị nào. Tiếp tục sale hàng đẹp giá rẻ nhé mọi người nhá. Toàn bộ là hàng chất siêu đẹp, hàng vừa mới về luôn. Rất là nhiều mẫu siêu hot luôn ạ. Chào chị Hiền Nông nha. Nào mọi người vào chia sẻ livestream cho em đi nào. Các chị chia sẻ livestream nha. Chia sẻ livestream tăng view để em tặng quà cho các chị nào. Chia sẻ livestream tăng view để tặng quà nhá. Rồi ok, chị Hiền Nông xem đã rõ này. Chào chị Nguyễn Thoa này, chào chị Hột Mít nha. Mọi người chia sẻ livestream giúp em với nhá. Chia sẻ livestream lên đông đông người xem để em bắt đầu like nào các chị nào. Chia sẻ lên đông vui người xem để em bắt đầu like nhá. Hàng đẹp giá rẻ luôn nha mọi người nha. Like hàng đẹp giá rẻ luôn. Mọi người chia sẻ lên đông vui người xem để em bắt đầu bán đi nào. Mã đầu tiên nha mọi người nha. Mã đầu tiên này mã đầu tiên là mã áo phông hàng Quảng Châu như em đang mặc nha. Phông siêu đẹp luôn các chị này. Đây, phông bao đẹp luôn nhá. Mọi người chia sẻ cho em đi nào. Chia sẻ vào các hội nhóm cho em nhé các chị nha. Mọi người chia sẻ vào các hội nhóm cho em đi nào. Đầy dép Tâm Như. Em gửi hàng nhận được hàng chưa tình yêu ơi? Mạng kém mọi người không xem được đâu nhá hôm nay mẹ. Hả? Không xem được cái đây. Có mỗi 10 người thôi. Mọi người chia sẻ cho em đi nào. Mọi người chia sẻ cho em nha. Để em bán mã đầu tiên này các chị này. Bán mã đầu tiên cực rẻ luôn ạ. Bán giá đầu tiên siêu sốc luôn nha các chị nhá. Siêu sốc luôn, mọi người chia sẻ đi cho em đi nào. Rồi ok, cảm ơn giày dép Tâm Như nha. Ok lắm, em cảm ơn ạ.
chia sẻ nào, em bán mã đầu tiên cực rẻ này các chị này. Bán mã đầu tiên siêu rẻ nhá, là áo phông như em đang mặc đây ạ. Mã áo phông có cổ như em đang mặc nhá. Em có màu đỏ này, màu trắng này, màu đen và màu vàng ạ. Màu đỏ, màu trắng, màu đen và màu vàng mã áo phông như em đang mặc, dành cho các chị tầm khoảng từ 40 cân đến 56, 57 cân mặc vừa nhá. Từ 40 cân đến 56, 57 cân mặc vừa này. Chị nào chốt màu nào thì comment màu kèm số điện thoại. Hùng ơi, comment màu kèm số điện thoại. Em đây, em đây chị Thảo Phạm ơi. Đây nha, màu đỏ này, màu đen và màu vàng mã như em đang mặc nhá, dành cho các chị. Đổi được cho chị áo trắng đen tối qua lấy áo lụa không? Áo trắng đen. Rồi ok, chị đổi áo trắng đen lấy áo lụa đúng không? Đây nha, mã Gucci này các chị này. Mã Gucci đầu tiên nha. Mã Gucci đầu tiên này các chị này, 100k sale còn 80k ấy mọi người nhá. 100k sale còn 80k dành cho các chị chia sẻ live stream. Chị nào lấy từ 2 chiếc trở lên sẽ có giá là 75k một chiếc cho mọi người nhá. Mua từ 2 chiếc trở lên sẽ có giá là 75k một chiếc. Em có màu đỏ, màu trắng, màu vàng và màu đen ạ. Mã này em có 4 màu nhá, màu trắng, màu đỏ, màu vàng và màu đen, dành cho các chị từ 40 cân ạ. Từ 35, 40 cân đến 56, 57 cân quay đầu nhá. Chị nào chốt mẫu này thì comment màu kèm số điện thoại cho em. Chỉ 80k một chiếc này các chị này. Đây, áo Gucci chất cốt tông mát lạnh luôn ạ. Chất mát lạnh nha, chị nào lấy thì comment nhá. Comment màu kèm số điện thoại đây ạ. Đây, Gucci chất đẹp này các chị này. Chất siêu đẹp luôn nha. Ai lấy thì nhanh tay comment này, màu kèm số điện thoại cho em nhá. 80k một chiếc, mua 2 chiếc chỉ có 75k thôi. Chân váy bò như em đang mặc có bán nhá, 140 một chân, bên trong có quần ạ. Bên trong có quần nha mọi người nha. Mã này là giá như kiểu quần giả váy ấy. Bên trong có quần. Đây, chất bò Hàn co giãn thoải mái đấy ạ. Em lấy chân váy bò cho mọi người xem nhá. Chân váy bò này thì em có 3 size SML các chị ạ. Chân váy bò có 3 size SML cho các chị tầm khoảng từ 40 cân ạ. Từ 40 cân đến 54 cân nhá, 53, 54 cân. Đây, rất là đẹp luôn. Siêu đẹp luôn ạ. Chân này bên trong có quần này các chị này. Chân này bên trong có quần nhá mọi người nha. Dáng quần giả váy á. Đây, dáng quần giả váy nhá chị nha. Bên trong có quần nha. Chất bò Hàn siêu đẹp, co giãn thoải mái luôn ạ. Chất co giãn mọi người nhá, mặc sướng luôn đây. Mặc sướng luôn này các chị này. Chất co giãn nhá. 140 một chân nha, 140 một chân váy nhá. Size S dành cho các chị tầm khoảng từ 45 46 cân quay đầu mặc vừa. Size M cho các chị 49 50 cân quay đầu mặc vừa. Size L dành cho các chị 53 54 cân quay đầu mặc vừa nhá. Chị nào lấy chân váy như em đang mặc thì comment nhá, size kèm số điện thoại cho em nhá. Size kèm số điện thoại cho em này các chị này. Siêu đẹp luôn đúng không? Đấy. Chân váy bò siêu co giãn siêu đẹp. Áo thì là 80k một chiếc, 2 chiếc là mua 2 chiếc chỉ còn 75k một chiếc nhá mọi người nhá. Đây các chị nhìn tem mát này, chân váy bò nhá. Chất bò rất là đẹp luôn, bò xuất đẹp luôn ạ. Chân váy kèm size kèm số điện thoại cho em. 140 một chân nhá mọi người nhá. 140k luôn, siêu rẻ. Mã này các chị mua ở shop tầm khoảng 200k mã chân váy này ạ. 200k luôn, mọi người không mua thì tiếc này. Đấy, mẫu rất là đơn giản, màu này thì dễ phối áo nhá. Màu cực kỳ là dễ phối áo luôn ạ. Ai chốt thì comment ạ. Comment màu kèm số điện thoại cho em nhá. Comment màu kèm số điện thoại nhá, siêu đẹp luôn nha các chị nhá.
đủ size S, M, L nhá các chị nhá. Đủ size cho các chị lựa chọn ạ. Áo như em đang mặc có màu trắng, màu đen nha, màu đỏ và màu vàng. Ai chốt áo như em đang mặc thì comment cho em này. Nào có chị nào chốt áo như em đang mặc không nào? Đây, có chị nào chốt không nào? Màu đỏ mặc lên rất là đẹp này. Màu đỏ mặc tôn da cực kỳ luôn này các chị này. Có chị nào chốt áo này không ạ? Cho chị áo trắng em mặc vô. Ok chị Hảo Hồng, một áo trắng em đang mặc. Hảo Hồng này, Hảo Hồng có đơn đây rồi này. Ê mẹ ơi. Rồi ok, cho chị Hảo Hồng một áo trắng này. Nào ai chốt mã này thì comment nhá. Màu trắng này, màu đen này, màu vàng và màu đỏ ạ. Màu vàng này các chị này, màu đen này, màu trắng và màu đỏ nữa nhá. Màu đỏ cũng rất là đẹp luôn. Em mặc thử đỏ cho mọi người xem nha. Ai chốt trắng thì comment trắng nhá. Trắng kèm số điện thoại cho em. Mã này từ 40 cân đổ lên đến tầm khoảng 56 cân quay đầu mặc vừa. Đây nha, màu đỏ nha các chị nha. Màu đỏ đây. Màu đỏ mặc lên cũng quá tôn da luôn này. Vẫn còn đủ màu nhá, trắng, đỏ, đen và vàng ạ. Đẹp siêu mát luôn, chị mua 200.000 hàng Gucci đẹp siêu mát luôn. Chất cô tông nha, em bao mịn luôn. Không mặc, không xù xước gì luôn nha các chị nhá. Em bao chất luôn ạ. Đây mọi người có thể nhìn gần chất của nó này. Chất rất là mịn luôn nhá. Đấy. Siêu đẹp luôn ạ. Đủ màu nhá. Ai không mua thì chỉ có tiếc thôi. 80k một chiếc. Mọi người mua từ 2 chiếc trở lên chỉ còn 75k một chiếc thôi nhá. Mua từ 2 chiếc trở lên chỉ còn 75k thôi này. Ai chốt mẫu này thì comment nhanh tay nè. Comment nhanh tay cho em nhá. Màu kèm số điện thoại cho em. Trắng, đen, đỏ và vàng. Đây màu đỏ em mặc đây mọi người này. Màu đỏ em mặc quá tôn da luôn đúng không? Nào các chị chia sẻ đi nào. Mọi người chia sẻ lên đông vui người xem để em bán sale cực rẻ cho các chị nào. Mọi người chia sẻ đi nha. Đổi mã nào, mọi người có muốn mua quần baggy không nào? Em bán được quần baggy cho các chị ạ. Quần baggy nha, dáng thể thao mọi người nhá, dáng trẻ trung này. Quần baggy dáng trẻ trung nha. Mọi người chia sẻ cho em đi nào. Mọi người chia sẻ lên đông vui người xem để cùng chơi mini game nào.
Quần Becky dáng mới nhá mọi người nhá. Dáng cực kỳ là trẻ luôn. Đây các chị này. Đấy. Cái này có đủ size nha, ML, XL nhá mọi người nhá. ML, XL này. Dành cho các chị tầm khoảng từ 45 cân, 44, 45 cân đổ lên đến tầm khoảng 58 cân quay đầu nha. 57, 58 cân quay đầu này. Siêu đẹp luôn, quần Becky nhá mọi người nhá. Quần Becky kẻ sọc nhá. Có ai lấy thì chốt cho em nhá. Rất là đẹp. Các chị size M thì tầm khoảng từ 43, 44 cân đổ lên đến khoảng 46, 47, 48 cân. Size L thì tầm khoảng 48, 49 đến khoảng 53 cân quay đầu. Size L thì tầm khoảng từ 53 đến 57 cân quay đầu nhá mọi người nhá. Rất là đẹp luôn này. Mọi người làm cả set luôn đi. Các chị chốt luôn cả set, quá đẹp luôn ạ. Nào mọi người chia sẻ cho em đi nào. Ai chốt thì comment cho em nha, để em chuyển qua mẫu khác nhá. Co giãn chị Bùi Tuyết ơi, co giãn thích lắm. Hàng này chất xịn này, những chỗ khác phải bán rẻ khoảng 250. Đây, hàng này các chỗ khác xỉ cho các shop đã. Nói chung là đẹp lắm cái hàng này ấy. Xỉ cho các shop đã là hơn 200 rồi. Chất co giãn này, mềm này. Mềm và dễ chịu, nói chung là sướng lắm. Quần này mặc rất là sướng luôn nha mọi người nhá. Em có mấy con thôi, mọi người nhanh tay nè. Dáng siêu đẹp luôn này. Dáng thể thao nhá, dáng trẻ nhá. Quần Gucci nha mọi người nhá. Quần Gucci này, mã này em chỉ có đen thôi. Đen là dễ mặc áo nhất rồi các chị ạ. Quần này không đẹp không lấy tiền của các chị ạ, đảm bảo đẹp ạ. Đảm bảo đẹp nhá mọi người nhá, mặc trẻ trung nha. Cái gì này? Cái gì? Đây là 1.4. Rồi 52 cân, 52 cân thì chị Tuyết 52 cân. Mặc size M hay là size L nhỉ? 52 cân chắc mặc size L. 52 cân mặc size L nhá chị nhá. Chị Anh Ngọc bây giờ nhắn tin địa chỉ này. Chị cho em xin lại số điện thoại với. Quần Gucci cao cấp nha các chị nhá. Quần Gucci cao cấp này. Chị nào lấy thì comment nha. Em còn 1 size M, 1 XL. Quần này là mẹ. Phải không? Cái bình thường bán gì? 140k nhá chị nhá. 140k này. Bán siêu rẻ đó chị, đúng rồi. Bán 150 cho tôi bán cho các chị 150. Đây. Là nghĩa là bán 150k đấy, em nhầm giá đấy thôi, nhưng mà bán lỗ rồi thì thôi cho lỗ luôn. 140 nhá mọi người nhá. 140 này. Siêu đẹp luôn. Quần này chất mềm co giãn nhá. Chất mềm co giãn, mọi người lấy thì nhanh tay nhá. Nhanh tay comment cho em. Em không ghi nào. Cần gì chị ấy có trong sổ rồi, có cả trong inbox địa chỉ các thứ ở đấy, có gì có cần đến lúc quên là 140k nhá, còn size M và size XL này. Ai lấy thì comment nhanh tay cho em nhá, nhanh tay comment cho em. Dáng lên quá đẹp rồi, dáng nâng mông nhá mọi người nhá. Dáng nâng mông lên quá đẹp rồi, chị nào lấy thì comment nhá. Đằng trước là xếp ly nhá. Xếp ly này, may rất là nét luôn. 60 cân 1m58 thì chị mặc XL nhá chị ơi, mặc XL đẹp. Đây. Form đẹp rồi nên là mọi người yên tâm về cái form quần này nhá. Mọi người yên tâm. Đấy, quần quá đẹp luôn rồi, không phải nghĩ luôn rồi. Ừ không thích mặc rộng đâu, lấy size vừa cho chị. 52 cân 1m bao nhiêu nhỉ chị Tuyết nhỉ? Con mặc XL. 1m50 rồi ok, thế thì phải mặc L chị ơi, mặc L là ok rồi.
Nào chị nào lấy thì chốt nào. Em còn một size M này. Một size M dành cho các chị tầm khoảng từ 43. Không phải 120k, không phải 120k đâu. Hàng này là 150 em bán sale đấy. Em bị nhầm giá đấy. Em bán rẻ cho các chị mã này là 140, còn hàng 120 là hàng khác. Hàng này chất nó cao cấp lắm, xỉ ở shop, xỉ cho shop đã là hơn 200 rồi. Mọi người nhận được hàng, mọi người sẽ biết tại vì chất chất mềm co giãn nhá. Chất này co giãn không như cái chất Gucci hôm qua. Chất Gucci hôm qua là cũng là chất đẹp nhưng mà nó là đứng quần chứ nó không co giãn như cái chất này. Chất này rất là nói chung là cái hàng vải mới ấy, đẹp lắm. Mọi người yên tâm. Rồi 0975 này. Chị nào lấy đi chốt cho em hàng Gucci cao cấp đây mọi người nhìn này. Hàng quá đẹp luôn. Rồi để cho chị Phạm Ngọc Lan XL nhá. Chị Phạm Ngọc Lan quần này quá đẹp luôn chị ạ. Mọi người nhận được hàng chắc chắn không phải thất vọng đâu. Em còn một con M này. Em còn một con M nhá. Tí nữa em up ảnh cho mọi người xem, lên dáng đẹp lắm. Đây, em chưa up ảnh thôi, quần này lên dáng lên form cực chuẩn luôn. Chị nào lấy đi chốt cho em này, còn một size M dành cho các chị tầm khoảng 50 cân quay đầu này. 50 cân quay đầu con M này nhá. Chị nào lấy nốt con M cho em đây nào. Phạm Ngọc Lan XL. Còn một con M nhá. Đây nha các chị nha. Dáng quá đẹp luôn đây. Còn một con mờ này. Chị nào chốt nốt con mờ cho em này. Quần này là 140 nhá mọi người nhá. Quần sọc, quần sọc 140 này, hàng cao cấp này, hàng Gucci cao cấp này. Còn một con này, còn một con mờ chị nào lấy thì comment nốt cho em nhá. Comment size mờ kèm số điện thoại. 250 300. Mua sốt tầm khoảng 300k. Đây siêu đẹp luôn, mặc nâng mông này mọi người này. Má này đang cực hot luôn. Còn một con M nhá, chị nào lấy thì comment nốt cho em. Hàng đẹp lắm mọi người yên tâm. Quá xuất sắc luôn. Mã này hot lắm. Chưa, nói chung là mọi người mặc không sợ đụng hàng đâu. Hàng hot nhất luôn, vừa mới ra luôn. Em còn một con size M mã này nhá. Ai lấy thì comment nốt cho em nha. Cân 1m50 thì lấy mã Gucci này nhá. Mã Gucci này là 120. Mã Gucci này là 120 này. 57 cân 1m50 thì mặc XL mã Gucci này nhá. Đây, siêu đẹp luôn này. Mã Gucci này chỉ có 120 thôi ạ. Nếu mà chị ok thì để em lấy size XL hết nha. Quá đẹp luôn. Ai chốt áo như em đang mặc nữa không nào? Chị nào chốt áo như em đang mặc thì comment nhá. Vẫn còn màu đỏ, màu trắng, màu đen và màu vàng ạ. Đấy, mã như em đang mặc thì các chị mặc lúc nào cũng mã này vừa đơn giản mà mặc cực kỳ thời trang. Mặc cả màu vàng cho mọi người nhá. Để ai xem lại like có thể chốt màu này. Mặc cả vàng cho mọi người xem. Không bao giờ.
Mã này không bao giờ là hết mốt, mọi người mặc quanh năm luôn, lúc nào cũng thời trang mà dễ phối đồ nhá. Mã này mọi người mặc với quần bò cũng rất là đẹp, mà mặc với quần baggy, quần vải, dáng thể thao cũng vẫn rất là đẹp. Đấy, mã như em đang mặc nhá, tôn dáng này. Đấy, eo thon. Đây màu vàng đây, mặc cực tôn da này các chị này. Ai lấy đi comment cho em nhá, màu vàng, màu trắng và màu đen nha. Lẻ là 80, mua từ 2 chiếc trở lên chỉ còn 75k một chiếc ạ. Hàng Gucci, Gucci để các chị này. Gucci, Gucci nhá. Từ 40 cân đến 57 cân nhá mọi người nhá. Từ 40 cân đến 56, 57 cân. Màu trắng, màu đỏ, màu đen và màu vàng. Đây, trắng, đỏ, đen, vàng này. Chất mát lạnh luôn. Lên form quá đẹp luôn, ai lấy thì chốt cho em. Chốt cho em màu kèm số điện thoại nha. Tắt điện của Trần bên kia đi lộn. Em đổi mẫu nha, ai lấy đi comment nha. Mình ăn đi chết rồi. Nhanh lên, nói không nghe lời nha. Mình ăn rồi, cho không nghe lời. Đó, tối cho đi quán nha. Ngoan, tối đi nhà hàng. Mình mặc quần áo đẹp, chơi suốt. Còn sai tí nhật không được. À, cho quạt quay đây cho chị đi. Tắt điện đi. Bên đi. Tôi đi nhà hàng thôi. Chuyển mẫu này các chị này. Mẫu kia hết hết size chị ạ, mẫu kia em hết size rồi. Mẫu kia em hết size to rồi. Để cho chị cái quần đen Gucci nhé, chị 48 cân cao 1m59 nhé. Rồi ok. 48 cân 1m59 thì mặc size M nhá. Quay ở ra đây mẹ anh. Chị Vung Vũ này. Chị inbox rồi mà. Chị đặt qua inbox rồi. Đây nào các chị ơi, mã phông rộng nào. Mã phông rộng này, màu trắng này. Chất mát lạnh hàng Quảng Châu này. Sale 49k nhá. Rồi 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 ok. 49k. Mình đi ơi. Mình đi ăn đi. Em phải đưa con đi được. Đi lấy đám mù này. Đi lấy đám mù quá. Xấu hổ cái mặt. Đi lấy con ngoài này đẹp. Nào các chị ơi, mã màu trắng này 49k này. 49k nha, 60 cân quay đầu mặc vừa nhá. Không đi tắm. 49k vàng ạ, à 49k trắng á. Số 49k trắng nha, ai lấy đi comment trắng cho em ạ. Comment trắng kèm số điện thoại cho em nào. Siêu rẻ luôn. Siêu rẻ, siêu sốc luôn ạ. Đẹp cực kỳ luôn này các chị này. Đây mã này mọi người mặc sơ vin nhá. Sơ vin cũng cực kỳ là trẻ. Mẹ ơi mẹ lấy con đen này như góc hơn cái con trắng nhé mẹ. Con này size to hơn. Sao lấy cái kia size bé. Ai lấy áo trắng thì comment cho em. Chị nhắn tin rồi đấy. Có bộ lanh nữa không, like xem. Lanh thì lanh cái hôm nọ thì em hết rồi. Em chuyển mẫu nha các chị nha. Phông rộng à, có trắng trơn không? Em đổi quần bữa hôm cho chị lấy áo vàng đấy được không?
Hôm bữa nhưng mà chị chọn đi 2-3 sản phẩm để em còn gửi. Hôm bữa chị có quần nào với nhỉ? Quần bò giấy. Quần bò giấy nào? À quần shop đúng không? Rồi chị đổi thoải mái. Hàng em chưa gửi đi, mọi người đổi thoải mái mà. Phông rộng có trắng trơn không? Trắng thì hình như là không có trơn đâu, nó pha một tí hình thôi chị ạ. Pha một tí hình cho trẻ. Chị đổi thì em đổi thoải mái, nhưng mà chị chọn luôn mấy sản phẩm đi để ba em gửi, tại vì đơn để lâu nó cũng lẫn ấy. Nào ai lấy thì comment cho em nhá. Comment cho em bạn này trắng trơn cho đẹp. Không mà có hình một tí mới trẻ các chị ạ. Có hình một tí cho trẻ chung. Em đang sale những cái mã này chỉ có 49k thôi. Mời lấy cái này. Đây nha các chị nha, mã phông vàng này nè. Mã phông vàng nha. Đây cái mã phông rộng này em đều sale 49k hết này các chị nè. Những cái mã phông rộng này đều sale 49k nhá. Các chị từ 40 cân đến 60 cân mặc thoải mái vừa luôn, mặc mát cực kỳ luôn. Đấy. Mặc rộng mà mát lạnh cực kỳ luôn. Chị nào lấy chốt nha. Chốt vàng này. Vàng kèm số điện thoại cho em nha. Vàng kèm số điện thoại nhá các chị nhá, 49k một áo thôi, siêu rẻ luôn. Siêu rẻ, siêu sốc ạ. Vàng kèm số điện thoại cho em nào các chị ơi. 49k nhá. Toàn bộ những cái mã này mát lạnh luôn mọi người nhá. Chất mát lạnh luôn, chất quá sướng luôn. Cam này các chị này. Cam nha các chị nha. Cam 49k này. Bộ lanh em hết rồi, em chỉ còn bộ lụa thôi. Lanh còn hai bộ kia cho chị nào nhỏ bán nó cho chị. Đâu? Cái thử kia đây. Còn hai bộ lanh và hai bộ thôi. Bộ lanh nào? Đây là đây. Chị đến trên 50 cân rồi. Ôi. Làm sao mà mặc vừa. Ơ bộ này của chị Thảo Phạm mà. Đúng rồi đấy. Chị mua cho ai? Bộ lanh em chỉ còn vài bộ nhưng mà bộ bé. Bộ bé cho các chị tầm khoảng 40 cân thôi. Không đâu. 40, 42 cân thôi. 5 cân thoải mái. Em chỉ còn mấy bộ bé thôi. Tầm khoảng trên 40 cân một tí. Ôi mình mua mà áo phông đắt này 70k. Bấy nhà em bán lúc nào cũng rẻ quá trời luôn. Đây này em còn đây này. 49k nhá, chị cho chị nào lấy nốt nhá. Bộ lanh nha, em còn với mấy bộ bé này này, sale 50k một bộ này. 50k một bộ dành cho các chị tổng khoảng 45 cân quay đầu thôi. 45 cân quay đầu nhá. Đấy các chị mua áo đát này cứ khoảng 70-80k là ngồi ngoài thị trường là còn rẻ. All right.
thì comment nhá. 49k nhá, 49k cam này. Bộ lụa này các chị nè. Bộ lụa nói chung là chất mát lắm, em đang sale hàng 80. Sale cho các chị 60 thôi. Quần như này này các chị này, quần dáng đẹp lắm. Mẹ anh ơi. Chị luôn nhé. Chị ơi, bộ lanh hay là bộ nào chị Hảo Hồng? Đây nhá, bộ lụa này là 60k này, em có nhiều màu này. Bộ lụa 60k cho các chị 50 cân quay đầu. À rồi ok, cho chị áo đát cam nhá. Áo đát cam hay áo đát vàng? Bộ lụa không có lỡ. Chị Phương Vũ lấy bộ lụa á? Rồi ok, áo cam chị Hảo Hồng. Quần short cho các bố nha em không ạ. Rồi ok, bộ lụa màu xanh cho chị Phương Vũ. Anh hãy đơn chị Hảo Hồng lại về đâu. Đây bộ lụa màu xanh đây chị. Đây bộ lụa màu xanh này chốt cho chị nhá. Đấy chị túi đỏ sau đầu em không? Đây. Túi màu đỏ mà. Túi màu đỏ, có biết màu đỏ là màu nào không đây? Ờ. Nào, 49k áo vàng em đang mặc nhá. Nhìn già lắm, bộ này trẻ mà chị. Bộ này em thấy trẻ. Bộ đấy hàng trẻ mà chị. Đây là áo vàng nè các chị nào. Phúc vàng sale 49k này. Phông vàng này sale 49k nhá. Ai lấy phông vàng thì comment cho em. Phông vàng kèm số điện thoại từ 40 cân đến khoảng 60 cân đều vừa. Chất cotton mát lạnh luôn. Đấy, chất cotton mát lạnh luôn. Mọi người mua chỗ khác toàn 8-90k. Lần trước chị vẫn còn một cái áo đỏ ấy chị Phương Vũ. Đây áo vàng nào. À đây này chị Dung Kim này. Nó không về cái màu vàng kia nữa mà nó về cái màu vàng này. Nó về cái màu vàng này, nếu mà chị ok thì em gửi cho chị. Nó ra cái màu vàng mới này. Đây.
Màu này thì rất là mát luôn này. Nó ra màu vàng mới thế này chị này. 80k. Lần này giá hạ nhiệt luôn. Giá hạ nhiệt hơn một chút nha mọi người nha. Có cả màu trắng nữa. Bỏ ra ra. Đây mã này là 80k này các chị này. 80k nhá, hàng Quảng Châu xịn, hàng von lụa. Hàng von lụa đính ngọc này. Von lụa đính ngọc nhá mọi người nha. Hàng Quảng Châu xịn luôn, bao giá đẹp luôn này. Lần này giá về hạ nhiệt hơn lần trước em bán 195-100. Lần này các chị mua chỉ có 80k thôi. Đây. Màu nào lên cũng đẹp luôn. Màu nào lên cũng sang đẹp. Chị Dung Kim này có cái màu vàng mới đây này. Lọc nuôi trong đây. Trần bên kia đi lên. Nếu mà lấy thì comment cho em nhá. Vì anh ơi. Nghe thì hiểu không? Áo phông như em đang mặc nhá. Áo phông như em đang mặc là 49k nhá. Ai lấy áo phông như em đang mặc thì comment nhá. Còn một cái đá đỏ eo nữa. Em có một chiếc áo đá hàng Thái này các chị này. Còn một chiếc áo đá hàng Thái xeo nốt này. Đây. Còn một chiếc áo đá hàng Thái xeo nốt cho các chị này. Đẹp cực kỳ luôn. Đây. Áo này là 220, xe còn 101 nhá. Màu xanh còn không nhỉ? Còn một chiếc màu xanh với một chiếc màu đỏ. Bỏ chân đã ơ. Nhớ nhỉ. Còn một chiếc màu xanh với một chiếc màu đỏ đấy các chị này. Đẹp cực kỳ luôn. Xe còn 101, hàng Thái xịn luôn nhá. Mọi người không đi đâu được cái giá mềm như nhà em đâu. Đá của nó đá pha lê này. Đá pha lê nha, hàng Thái cao cấp. Mã này các chị từ 40 cân 60 cân vừa thoải mái nhá. Chất zip ạ. Chất phông zip đẹp ạ. Còn một chiếc xanh với một chiếc đỏ nhá. Chị nào lấy thì comment cho em nhá, màu kèm số điện thoại cho em. Từ 40 cân đến 60 cân vừa nhá mọi người nhá. Còn duy nhất lẻ màu đây là em xem. Đây. Màu xanh với màu đỏ này. Mặc quá đẹp luôn đúng không các chị? Có ai chốt mã này không nào? Ai chốt mẫu này thì comment cho em biết nào. Đá của nó sáng lóng lánh luôn ạ. Ôi thằng kia đúng rồi mẹ. Toàn bộ đá của nó rất là sáng nha các chị nhá. Chị nào chốt mẫu này thì comment cho em màu xanh này. Và màu đỏ như em đang mặc. Hàng này đẹp thế mà mọi người không mua nhá. Em đang sale nhá, em đang sale rẻ lắm ấy. Mọi người không mua thì tiếc, tiếc ơi là tiếc luôn. Ai chốt mẫu này thì comment cho em nha. Adidas này.
Còn vài chiếc Adidas này sale nốt nha các chị nha. Đây, Adidas em còn. Em còn mấy chiếc này. Hàng Adidas theo nha mọi người nhá. Sale, hàng này là hàng 80 này. Dạ. Theo 60k cho các chị. Xanh. Rồi ok, Yến Nguyên xanh, chiều chị lên lấy. Rồi chiều lên lấy giúp em nha. Chị Yến này hôm nọ lấy thì chắc mua set hay là cái gì rồi. Không 986 này. Không 513. Nghe số đuôi như kiểu số cái khác ấy. Nào ai lấy đáp nhanh đâu mặc thì comment nhá. Hàng 890 em theo còn 60 này. Đáp theo nha mọi người nhá. Đáp của em là đáp theo rất là đẹp luôn. Bao từ 40 cân đến 60 cân vừa. Nói chung là chất rít mát lạnh luôn ạ. Chị nào lấy thì comment ạ. Phong đen nhá. Phong đen kèm số điện thoại cho em. Phông đen kèm số điện thoại cho em. Váy ngủ em có đấy. Đây những cái mã này này các chị mặc váy ngủ thoải mái luôn này. Mặc đi chơi mặc ở nhà mặc ngủ cũng thoải mái, chất cô tông. Đấy. Chất cô tông mát lạnh 70k một chiếc nha. 70k. Em có vàng có kẻ. Có ghi. Có cả màu ghi này. Có màu vàng màu ghi nhá. Bây giờ mới tạnh mưa sao nhỉ? Vâng. À đấy cái đơn này em gửi lên cho chị Trang. Đấy anh vừa bỏ ra đấy. Vâng. Cái bà ấy Trang ở bên trong một tí đấy. Chị Trang tóc ngắn ngắn này. Đinh Thái Quỳnh Trang ấy. Vâng, con bảo là gửi chỗ chị Thắm mà. Chị ấy đặt ở ngoài đấy suốt nhỉ anh nhở? Em hôm em lên lấy tiện đấy, gặp chị đấy ở ngoài đấy lấy hàng hả? Đây nha, ai lấy váy này thì comment cho em này. Váy vàng 70k nha. 14 với lại của chị Trang mình nữa. Cái này cái gì kìa? Thế Ngọc với Mai mới đọc được mà. Cho anh về không muộn rồi, mai cũng được mà, có sao đâu. Em ghi tiền ở đấy đấy. Rồi em ghi đây thôi, 160k hai chiếc đây thôi. Em khóc bảo chị đấy. Thế à? Bà đấy, cái hầu như ngày nào đấy. Vàng cổ tim sau lưng em. Họ một người bà đấy đặt cho con gái chị một set mà công nhận luôn nhà mình quá rẻ, cho con chị đấy một set 300.000 quần xuông với áo crop top, mà quần không được như quần chất nó cũng phải lụa đẹp đâu, quần bình thường. Đây chị Hạ Thương này, áo cổ tim này đúng không, áo đính ngọc này, hàng này là 120 nhá, rất là đẹp. Mà áo phông á, không phải là phông cốt tông đâu. Mà cái áo phông á, như kiểu như thế này này. Đấy, xong là quần nhá, không phải là quần lụa đâu. Đắp đắp mang. Thế thì thấy nhà mình bán quá rẻ.
Đây chị ạ, thương này, cái này có cả màu đen này, màu xanh rêu với lại màu trắng, màu vàng. Em mọi người mặc với chân váy đẹp lắm. Váy này sale 70k nhá, chị nào lấy thì comment cho em nhá. Dáng suông này, dáng suông rộng nhá. Chất siêu mát luôn. Có thể một chất vào lại rồi. Ai lấy gì thì comment cho em nha. Các chị muốn xem thì sau like xem lại like, lấy cái mẫu nào thì inbox cho em nhá. Chiều với lại tối em lại tiếp tục sale nha. Xin chào tất cả mọi người.